Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số nội dung quan trọng. Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4. Bắt tàu hút cát trộm trên sông Hồng. Sáng nay kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tham dự về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có các đại biểu: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, buổi sáng Quốc hội đã khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 11 dự án luật khác. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, đề xuất những giải pháp thiết thực hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Cùng với đó, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn giám sát tối cao, xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 7 tháng 6 đến ngày 28 tháng đối với 11. Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự, việc hỗ trợ bồi dưỡng và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đó là một trong những nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại phiên họp giữa Ban Cán sự Đảng và thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay. Phiên họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Phiên họp đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự, việc hỗ trợ bồi dưỡng và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được sắp xếp kiện toàn 3 lực lượng sẵn có gồm bảo vệ dân phố, công an viên ở thôn được tiếp tục sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đội trưởng, đội phó, đội dân phòng thành một tổ chức tinh gọn thống nhất với chức năng nhiệm vụ chung làm đồng cốt để hỗ trợ lực lượng công an cấp xã. Ủy ban nhân dân cung cấp trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kịp thời đáp ứng đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với các nội dung trong dự thảo nghị quyết, đồng chí nhấn mạnh một số điểm mới trong việc hỗ trợ bồi dưỡng và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 100% được bảo hiểm y tế tất cả đối với lại các thành viên trong cái tổ bảo vệ. Khi mà đi học thì được hưởng như công an nghĩa vụ, tức là 70.000 trên một ngày. Còn trực cơ đêm mà từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau thì được 100.000 một ngày. Nhưng một tháng không có 15 ngày. Đấy, nó có 3 ý thôi. Mà trước đây thì các nội dung này là không có. Ý thứ 3 là không có. Thì nay ý thứ 3 là rõ. Còn trước đây thì cái mức lương thì nó thấp hơn. Thế là nó chỉ có tổ trưởng thì được chỉ một chấm, phụ cấp là một chấm, tổ phó một chấm. Đối với khu dân phố, tổ dân phố nó dưới 1.000 người, nay nâng lên 1,2. Đấy, nó khác nhau thế. Còn đối với lại tổ viên thì trước đây là dưới 1.000 người là trước đây là 0,65, thì nay nâng lên là 0,7. Đấy thì nó có khác, mức định nó cao hơn.
Nhưng cái mức này thì không phải là tự công an đề xuất mà căn cứ nghị định của chính phủ, và hưởng theo mức mới thì nâng một lớp để cho anh em có thu nhập cao hơn theo quy định của nhà nước. Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến và nhất trí thông qua với việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023, phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý, kết quả thực hiện phương án và xây dựng dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về dự thảo nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương với 54 điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến nay đã có 55 bộ ngành tổng công ty, 58 địa phương có ý kiến tham gia, trong đó có 38 ý kiến tham gia thống nhất với toàn bộ dự thảo nghị định. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương đã tham gia vào 9 nội dung, còn có ý kiến khác, đó là điều 26 dự thảo nghị định về tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết mà không thay đổi quyết định giao đất cho thuê đất quy định tại điểm D, khoản 3, điều 155 luật đất đai. Điều 17 dự thảo nghị định về nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Về đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, thời gian ổn định tiền thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác theo quy định chuyển tiếp về khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định chuyển tiếp đối với đất của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đầu năm đến nay, huyện Phù Cử đã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện. Theo kế hoạch, huyện sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng là 21 dự án với tổng diện tích trên 70 ha. Đến nay, huyện đã giải phóng mặt bằng được khoảng 40 ha, đạt gần 60% kế hoạch. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng 17 ha, đạt 100%. Các dự án cụm công nghiệp tiêu biểu nhất là cụm công nghiệp Quán Đỏ, Đoàn Đảo. Các dự án đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở với trên 10 ha, đạt 50% kế hoạch. Tiêu biểu khu đấu giá đất của các xã Đỉnh Cao, Phan Xào Nam, Nhật Quang. Còn lại là các dự án đầu tư công của huyện như dự án đường cụm công nghiệp nối với quốc lộ 38B, đường nối DT386 đến DH81. Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như khu di tích Cây Đa và Đền La Tiến, đất thổ cư, đất mồ mả liên quan tới dự án đường Tân Phúc, Võng Phan. Để sớm bàn giao diện tích đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, các xã ở huyện Văn Giang đang tập trung hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất đối với các hộ gia đình cá nhân có đất ở bị thu hồi. Cùng với đó, các đơn vị nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu tái định cư. Dự án khu tái định cư Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc có tổng diện tích trên 15 ha. Theo hợp đồng dự án thi công trong 410 ngày. Sau 2 tháng thi công, mặc dù gặp khó khăn về nguồn vật liệu, cát san lấp, nhưng đến nay đã thực hiện được trên 60% khối lượng công trình. Dự kiến đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, cơ bản hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng để giao đất cho các hộ gia đình được tái định cư và bồi thường bằng đất. Sau 30 tháng 5 là cơ bản là về có mặt bằng để bàn giao lô, thì nhà thầu sẽ triển khai về vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh, vỉa hè. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang cơ bản đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng 6 khu tái định cư, hiện đang triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Trong đó, 4 dự án khu tái định cư tại xã Bế Sở đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện thu hồi phần diện tích đất góp đất công ích do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Riêng khu tái định cư thôn Nhạn Tháp 1, còn 6 hộ gia đình ở thôn Bế Sở chưa đồng thuận phải áp dụng biện pháp kiểm kê bắt buộc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực để thi công các hạng mục công trình, phấn đấu đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, cơ bản hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng để giao đất tái định cư. Để thực hiện việc giải phóng mặt bằng tái định cư cho đường vành đai 4
đơn vị thi công chúng tôi đang thực hiện 4 dự án trên địa bàn, cam kết là đến 30 tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành khoảng 80% của Hoàng Trạch 2 và Nhạn Tháp 2. Còn dự án Hoàng Trạch 1 và Nhạn Tháp 1 thì hiện tại vẫn đang vừa thi công vừa chờ giải phóng mặt bằng, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cái chỉ tiêu mà đã cam kết với chủ đầu tư. Huyện Văn Giang có 472 hộ có đất ở bị thu hồi, gồm 244 hộ gia đình đủ điều kiện được bố trí đất tái định cư, 171 hộ gia đình đề nghị được bồi thường bằng đất ở tại khu tái định cư. Hiện các đơn vị nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, trong đó tập trung các hạng mục như hạ tầng đường, đường điện và cây xanh và trạm xử lý nước thải. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, các khu tái định cư ở huyện Văn Giang sẽ cơ bản có mặt bằng để giao đất ngoài thực địa cho các hộ và bàn giao diện tích đất ở để xây dựng đường vành đai 4. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Vietcombank Phố Hiến đã đạt dư nợ cho vay trên 5.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023, trong đó đã có gần 500 khách hàng được vay ưu đãi. Khách hàng được vay ưu đãi lãi suất với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng, tập trung ở các doanh nghiệp và cá nhân vay ngắn hạn, dài hạn. Với lãi suất, trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai gói đối với khách hàng bán buôn với lãi suất ưu đãi cạnh tranh thỏa thuận, đặc biệt đối với khách hàng bán lẻ gói cạnh tranh, an tâm lãi suất cố định, đồng thời tăng trưởng tín dụng hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh triển khai các chương trình chính sách tín dụng theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, huyện Văn Giang tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Văn Giang đã phát động 6 phong trào thi đua, 26 đợt thi đua đột kích cao điểm, tăng 5 đợt so với giai đoạn trước, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định 126 hồ sơ dự thi vào các học viện, nhà trường trong quân đội, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Giai đoạn 2019-2024, huyện đã giao 906 công dân cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được lực lượng vũ trang huyện quan tâm thực hiện. Với các kết quả đạt được, lực lượng vũ trang huyện có 131 tập thể và 489 cá nhân được các cấp khen thưởng. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm. Lực lượng vũ trang huyện tổ chức phát động 6 phong trào thi đua quyết thắng, 26 đợt thi đua đột kích, tăng 5 đợt so với giai đoạn trước. Huyện đã giao 1.100 công dân cho các đơn vị nhận nguồn, đạt 100% chỉ tiêu. Lãnh đạo chỉ đạo diễn tập chiến đấu và khu vực phòng thủ cho 16 lượt địa phương cơ quan đơn vị, tập trung đột phá xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với trên 1.550 đồng chí, sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên đạt trên 97%. Trong 3 năm diễn ra dịch COVID-19, đã tham mưu thành lập vận hành thu dung điều trị tập trung của huyện, phối hợp thu dung cách ly điều trị cho trên 10.000 công dân, tổ chức chi trả cho trên 160 đối tượng hưởng trợ cấp một lần, phối hợp xây dựng 3 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tặng quà cho 1.000 đối tượng chính sách, chung tay thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, phát động phong trào trồng nhiều hàng cây quân dân. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Như Quỳnh được quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Giai đoạn 2024-2029, lực lượng vũ trang huyện Văn Lâm đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 9 là đột phá về tổ chức biên chế, đột phá về huấn luyện đào tạo và đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, cải cách hành chính quân sự. Nhân dịp này, Đại hội tôn vinh 8 tập thể, 16 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đại hội cũng công bố quyết tâm thư kêu gọi các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục ra sức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước dẫn đến tử vong đầy thương tâm, từ đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trong mỗi dịp hè về.
Qua đó cần phải có những giải pháp trong quản lý thanh thiếu niên trước tình trạng đuối nước thương tâm. Chỗ ngồi này vài hôm trước là của em Phan Bình Mờ, nhưng giờ đã vắng bóng em. Em Mờ là một trong hai nạn nhân đã tử vong khi xuống tắm tại ao đình làng Bồng Châu, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Em rút ra bài học là không được đi những nơi nguy hiểm và không ở gần ao hồ. Trong mùa hè này các bạn nên đi tập bơi và có ba mẹ giám sát khi bơi để an toàn phòng chống được sự việc đuối nước. Trong cái buổi họp phụ huynh học sinh các lớp ấy thì cũng quán triệt với giáo viên chủ nhiệm là tuyên truyền thật sâu rộng mạnh cho phụ huynh học sinh về việc quản lý các con tốt ngoài giờ học cũng như là trong cái dịp hè. Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã có 9 vụ tai nạn đuối nước dẫn tới 10 em học sinh tử vong. Đây là bài học cảnh tỉnh trước thực trạng nhiều ao hồ sông trở thành bãi tắm tự phát, thiếu an toàn, thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn. Thì tôi đã tuyên truyền cho các bậc phụ huynh qua nhóm Zalo của lớp về công tác quản lý các em học sinh trong những cái ngày nghỉ cuối tuần. Nhất là trong cái dịp hè tới, các em ở nhà thời gian có nhiều, không quản lý tốt con em rất dễ có thể xảy ra những cái tai nạn thương tâm. Và qua đây nhà trường có kế hoạch là cùng với cả ban ngành đoàn thể để xây dựng các lớp kỹ năng sống. Ngay sau khi mà chúng tôi nhận được thông tin thì chúng tôi đã có văn bản tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các nhà trường nâng cao tuyên truyền tới phụ huynh học sinh quản lý các em khi các em không đến trường. Và ngay trong hè này thì tôi cũng đề nghị các nhà trường lắp các bể bơi tại các nhà trường thì sẽ xin phép cơ quan thẩm quyền để tổ chức dạy học bơi cho các em. Thời điểm này, đa phần học sinh đã thi xong học kỳ và có tâm lý muốn chơi sau học tập vất vả. Đặc biệt, sự quản lý giữa nhà trường và các bậc phụ huynh không còn được liên tục và chặt chẽ như thời điểm trước. Từ đó, nguy cơ đuối nước ngày càng cao trong các đợt nắng nóng. Từ các vụ đuối nước trên, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh nhà trường và các ban ngành đoàn thể địa phương. Ngoài ra, điều cốt lõi cần phải trang bị cho các em những kỹ năng bơi lội cần thiết để giảm thiểu tình trạng đuối nước thương tâm. Đêm ngày 19 tháng 5 năm 2024, tổ công tác của các đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Giang bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Hồi 21 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5, trên tuyến sông Hồng thuộc khu vực giữa sông Bãi Kè Phi Liệt, địa bàn huyện Văn Giang, tổ công tác kiểm tra bắt giữ hai phương tiện tàu thủy vỏ bê tông cốt thép không có số đăng ký, đang có hoạt động sử dụng hệ thống máy và ống hút trên tàu để hút cát và nước từ lòng sông Hồng và bơm lên khoang chứa của hai phương tiện tàu thủy có vỏ sắt số hiệu ND3861 do anh Trần Đức Cương làm chủ tàu điều khiển và tàu mang số hiệu ND3593 do anh Trần Thọ Giao sinh năm 1991 cùng ở Xuân Trung, Xuân Trường, tỉnh Nam Định điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, hai tàu đã có biểu hiện chạy trốn và bơm cát từ trong khoang tàu ra sông nhằm tiêu hủy chứng cứ. Bằng công tác nghiệp vụ, trinh sát, truy đuổi, lực lượng đã bắt giữ được các phương tiện vi phạm khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra sơ bộ, trên hai tàu, trữ lượng đã khai thác khoảng gần 1.000 mét khối. Theo chủ tàu Trần Đức Cương cho biết, khoang tàu có sức chứa khoảng 800 khối, nếu hút cát chót lọt trong khoảng 2 tiếng là đầy và sẽ mang về Nam Định tiêu thụ. Mỗi tàu được trên 140 triệu đồng. Từ lúc 9 giờ đến 9 rưỡi gần 10 giờ được không? Được chắc tầm hơn 200 khối. Cháu hút bỏ trong một phi nhiệt, không có bỏ nào để cấp ca cho mình hoạt động. Rất là khó khăn, không biết ạ, cháu nắm được nhưng mà rồi không có chỗ nào nữa là bắt buộc phải lấy ở đây. Ngay sau khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.